Nhiều năm qua, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thể triển khai được dự án bãi đậu xe ngầm nào theo quy hoạch. Trong đó thì dự án bãi đậu xe ngầm ở sân vận động Hoa Lư và công viên Tao Đàn quận Nhất cũng bị đình trệ nhiều năm nay. Đây là bài toán cần sớm có lời giải, nhất là trong bối cảnh lượng phương tiện tại thành phố ngày càng tăng. Dự án bãi xe ngầm ở sân vận động Hoa Lư quận 1 vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng với 5 tầng ngầm phục vụ thương mại và bãi đậu hơn 2.500 ô tô, hơn 2.800 xe máy. Tuy nhiên đến nay, dự án bị đề xuất chấm dứt đầu tư theo hình thức BOO, xây dựng sở hữu kinh doanh và bàn giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh lập báo cáo nghiên cứu khả thi để tìm nhà đầu tư. Sau nhiều nỗ lực của chính quyền, của ủy ban, của Sở Giao thông Vận tải, của Sở Quy hoạch Kiến trúc, của Sở Xây dựng cũng như nhiều cái đề xuất của các cái đơn vị nghiên cứu đầu tư, thì cho đến thời điểm hiện nay, như các phóng viên cũng biết là chúng ta cũng chưa có những cái công trình lớn đã được triển khai. Tương tự, dự án bãi xe ngầm công viên Tao Đàn tổng đầu tư 1.055 tỷ đồng, gồm một trệt và 4 tầng ngầm đáp ứng gần 1.200 ô tô, 900 xe máy. Hiện tại dự án cũng chưa được triển khai. Ông Nguyễn Văn Tùng, tài xế thường xuyên di chuyển trong khu vực quận 1 cho biết, việc tìm chỗ đậu xe rất khó khăn. Nếu mà xây vậy thì cũng tốt, tại vì cho mấy anh em tài xế người ta vô đó đậu cho nó ổn định, chứ đậu ngoài đường nhiều lúc xe cộ kẹt đường rồi công an, đường cấm, nói chung là Sài Gòn đường cấm nhiều lắm. Từ bao giờ tôi cũng chạy vòng vòng kiếm chỗ đậu xe thì vấn đề đó rất là khó, nên là hiện tại giờ cái bãi đậu xe ngầm là rất là cần thiết, tại vì trong thành phố mình bây giờ nó quá tải rồi, rất là hiếm cái chỗ đậu xe. Theo quy hoạch, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có 4 bãi đậu xe ngầm đáp ứng khoảng 6.000 ô tô và 4.000 xe máy, nhưng sau 15 năm chưa có dự án nào được triển khai vì vướng thủ tục và liên quan đến tài chính.